Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô và các con lại tiếp tục 10 vạn câu hỏi vì sao. Và chúng ta sẽ học về đề tài khủng long có thể sống lại không? Như các con đã xem trên các bộ phim, chúng ta thường xuyên nhìn thấy hình ảnh và các cảnh tượng khủng long sống lại. Nhưng khủng long đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm rồi. Liệu chúng có thể sống lại được không? Vấn đề này thì các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra phương thức hồi sinh khủng long. Hơn nữa, cho dù có thể hồi sinh khủng long đi chăng nữa, thì những chú khủng long cũng không thể tiếp tục sinh tồn được. Bởi vì môi trường hiện nay đã khác hẳn với môi trường mà khủng long ngày xưa từng sinh sống. Cô sẽ mách nhở cho các con quá trình tiến hóa cơ bản của động vật. Đó là từ động vật thủy sinh nguyên thủy đến cá, đến lưỡng cư, bò sát, xong rồi đến chim và động vật có vú. Khủng long cũng không phải là loài bò sát đầu tiên thống trị trên trái đất. Và vấn đề thứ hai là cái thời kỳ thịnh vượng của khủng long có thể kéo dài hơn 150 triệu năm nữa đó các con. Thường thì phần lớn khủng long là cái loài ăn thực vật rất là nhiều. Theo như được biết thì hai cái từ khủng long đây được xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ và có nghĩa là con thằn lằn khủng khiếp, gọi là con thằn lằn khủng khiếp. Và cũng không ai chắc chắn rằng con khủng long có thể sống bao lâu. Nhưng theo các nhà khoa học thì một số loài có thể sống đến gần 200 năm. Những chiếc hộp sọ lớn nhất của chú khủng long to và dài thì được nghiên cứu và thấy rằng có thể bằng một cái chiếc xe hơi. Và hầu hết nhiều loại khủng long được biết đến từ một cái khúc xương hoặc là một cái chiếc răng duy nhất mà thôi. Và chúng ta cũng được biết rằng tất cả các loài khủng long thì đều đẻ trứng. Thường hầu hết các loài khủng long ăn thịt thì đều đi bằng hai chân, trong khi những cái loài ăn thực vật thì di chuyển bằng cả bốn chân. Trứng khủng long thì rất là to, có thể nói cái trứng khủng long có thể to bằng một cái quả bóng rổ. Bài học khủng long có thể sống lại không của cô đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy nhớ ấn nút đăng ký và sẽ nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những cái bài học lần sau.